Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mà đến từ Hàn Quốc, đó chính là kem đào. Kem đào của Hàn Quốc thì mọi người biết rồi, đó à, mình cũng đã giới thiệu ở trong những video trước rồi. Nó là một trong những cái sản phẩm mà dưỡng trắng da rất là tốt, nâng tông rất là tốt. Nếu mà mọi người thấy là khi mà mình ra đường mình tìm một cái sản phẩm nào đấy mà để dưỡng da, nâng tông da thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà các bạn nên lưu ý nha. Đấy, giá thành nó rất là thấp thôi nhưng mà hiệu quả lại rất là cao. Đấy, trong một lọ như thế này các bạn dùng cũng khá là lâu bởi vì chất kem của nó là chất kem đặc sánh và mịn nha mọi người. Đó. Đối với kem nào tên đầy đủ của nó là PY Pinkton Up Cream, tức là nó sẽ giúp cho chúng ta là dưỡng trắng da và nâng tông da. Đấy, nếu mà ban ngày mà đi đâu mà các bạn cần nâng tông thì mình khuyên các bạn rằng có một cái hộp kem đào như thế này, hoặc là những bạn mà không thích đánh phấn son nhiều mà muốn cho cái da nó trắng tự nhiên, nó lại còn dưỡng da tốt thì mọi người nên sử dụng cái sản phẩm kem này nhá. Chất kem của nó là chất kem trắng mềm mịn, mùi thơm của nó rất là nhẹ khi mà mọi người thoa vào nhá. Mọi người sẽ thấy là nó mềm, nó mềm ơi là mềm nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó mềm mà nó sẽ bật tông da luôn, rõ rệt chưa? Đấy, bật tông rõ rệt luôn. Đấy, không hề bị lộ phần kem luôn nha, da nó rất là mịn. Đấy. Mịn kinh khủng luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Cái kem đào này thì cái thành phần của nó là như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu để các bạn có thể thấy đối với cái sản phẩm kem đào này có những thành phần gì nhá. Đối với kem đào này thì thương hiệu của nó sẽ là Korinco, thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm 2018. Không quá là lâu, đó không quá là đã có từ lâu rồi nhưng mà thực sự là sản phẩm nó lại nhanh tới người tiêu dùng. Đó, bởi vì nó đã có thương hiệu cũng như là nó đã có hiệu quả cao thì tất nhiên là những người biết đến thì nó sẽ rất là nhanh thôi đúng không ạ? Sản phẩm này thì đối với thương hiệu này thì có rất là nhiều các sản phẩm skin care, make up như là son, phấn mắt, phấn nền, eyeliner. Thì trong đó thì trắng da Korinco PY Pinkton Up Cream này thì nó sẽ là một trong những cái dòng sản phẩm hiện nay đang rất là hot của nhiều giới trẻ. Bao bì thì mọi người sẽ thấy là nó khá là đẹp, bắt mắt và nhẹ nhàng. Đấy, cầm đi đâu cũng khá là tiện thôi mọi người. Đấy, màu hồng thì rất là màu hồng đỏ, màu đỏ nhạt. Đấy thì sẽ thích hợp với rất là nhiều các bạn nữ giới nha mọi người. Sản phẩm thì có cái số lượng đó là 50ml sử dụng trong vòng tầm 2 đến 3 tháng nha mọi người. Đấy. Cái màu của nó là màu đỏ, đỏ màu cam cam ấy mọi người. Màu kiểu như màu cam cam ấy, nó biểu hiện cho cái trái đào ấy. Nó hồng hồng đỏ, đỏ đỏ cam cam. Nói chung là cái màu này nó là giao màu giữa là màu cam, màu đỏ. Đấy, màu cam, màu đỏ, màu hồng nha mọi người, kiểu vậy. Thành phần của nó thì nó sẽ có chứa là niacinamide, đó giúp dưỡng trắng da từ sâu bên trong, làm mờ vết thâm. Đấy, bio, đó giúp cho da săn chắc hơn và ngừa dấu hiệu lão hóa. Chiết xuất từ nha đam hoa anh đào sẽ có tác dụng cấp nước, giữ ẩm, tái tạo da, đồng thời là giảm sự lão hóa của da, giúp cho da mềm mịn hơn. Và chiết xuất từ rễ cây cam thảo giúp cho dịu da, phục hồi làn da, ngừa rát và cháy nắng. Đó, như vậy là một cái sản phẩm kem đào này nó có rất là nhiều tác dụng đúng không ạ? Đấy, vừa trắng da, trị thâm, dưỡng da, mềm mịn da cho chúng ta mà có thể chống nắng và trị nám tốt nha mọi người. Đấy, sản phẩm này nó có thể thay cho một lớp kem trang điểm hàng ngày. Đó, nên là nhiều bạn mà thích ra đường mà nhanh, tiện, trắng sáng da thì các bạn nên sở hữu cho mình một cái kem đào này đi ạ. Và nó không, sản phẩm thì nó quá là nhiều công dụng và hiệu quả rồi nhưng mà giá thành nó lại không quá là cao đâu. Rất là vừa phải và dẫn theo mình thì giá thành nó là thấp thôi. Nên là mọi người yên tâm là mọi người đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này nhé. Đấy, mọi người có thể sử dụng cho là phần sử dụng cho mình là 2-3 tháng thì cũng rất là tiết kiệm thôi. Đấy, nếu mà mọi người cần nắm rõ hơn thì mọi người có thể vào trang chính thức của công ty, đó là www.corino.com. Đó, sản phẩm này là của Hàn Quốc, mọi người biết rồi. Hàn Quốc thì nó quá là nhiều cái thương hiệu cho những cái sản phẩm về làm đẹp và nó thiên nhiều về cái thiên nhiên, tức là cái da nó phải là
một làn da là đẹp và là một làn da khỏe đúng không ạ? Khỏe mạnh đấy, khỏe mạnh và không có bị gọi là ăn mòn da hay là bị tẩy da hay là dùng có hại cho da đâu. Người ta thiên về cái đầu tiên là phải thiên về sức khỏe, về là da nữa đã, sau đó là mới đến cái khác. Và nó thực sự là yên tâm khi mà sử dụng những cái sản phẩm Hàn Quốc, vừa hiệu quả lại vừa an toàn đó. Thì nếu mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc cho cái sản phẩm kem đào này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 nhá. Ok, xin chào cả nhà.